xinh đẹp rồi bắt đầu quẩy đi cầu lại dắt tốt lại đó. Ngày mai mà thí dụ nó có sập đi mà mình làm tốt một cái nghe, tự nhiên là nó sẽ tốt đẹp là liền, nó dựng liền à. Đó, nó có cái chỗ đó bị giờ nghe là cũng phải gán chịu, hai cái giò nó chết dữ lắm, gùng à, nó không có gùng, nó chưa có gùng mà uống rượu nói chung nha, còn nói chung nha hơn nghiền rồi. Ừ, còn hơn nghiện nữa. Nói chung nha chậm chậm ê đó. À. Chậm ê luôn. Rồi hai cái giò mà lúc bỏ rượu nghe lít chít lắm, khó ngủ lắm. Ừ, ngủ vậy đó ha. Ừ, rồi cho nên là mình nói chung nha cũng phải dán là cái là mình ghìm cãi từ từ nó bỏ qua cũng có mấy tháng rồi đó. Dạ. 2-3 tháng đó, từ từ cái đầu của chung nghe là nói chung nha rượu mình nó thấm rồi đó, nó thấm vô máu mình rồi. Dạ. Từ từ cái mình nghĩ cái nó mồ hôi nó giải ra với mình ăn đó, từ từ nó tẩy ra. Giống như là tẩy trường cho mình. À đúng rồi đó, nó tẩy bằng cái chất độc tố đó. Dạ. Nó ra cái lúc đó nó nhẹ nhàng lại. À. Dạ, mình tinh tấn để mình dạ, cúng lại. Cúng lại tinh tấn rồi đó. Là mình cúng cái bài nguyện gì mà mình được thì nói chung ra giáo lý của Đức cái trở về tâm đó, mà cái tâm nó vô biệt niệm mà cái tâm nó không có niệm. Dạ. Bởi vì giảng pháp cho nó tâm thanh mà tâm nó chùm chiếu hết trơn mà có cái tâm có nó niệm nó chỉ cái tâm để nó cứu con nấu hay gì là vợ. Dạ, bữa nãy là con nghe sư có nói đây là máy thiên cơ mỗi phút mỗi giây. Được. Thì cái câu nói là như thế nào sư? Thì trong cái máy thiên cơ đó gì có trời đất á, gọi là của vũ trụ quan á, vũ trụ này á. Dạ. Thì nói chung ra nó bất di bất dịch, mà máy thiên cơ á, Đức Phật ngài nói là máy thiên cơ thì mỗi lúc mỗi xây, có thể là chúng ta chuyển được. Như bây giờ hiện tại giờ, như tôi bây giờ hiện tại giờ 50 tuổi tôi chết là không còn để sống ở thế gian này nữa, là bỏ xác đó. Yeah. Mà có thể là chuyển được, cải số được. À, lý do gì cải số được? Cải số có thể là cải số nghe, có thể là sống 10 năm hoặc là 5 năm, 15 năm nữa được. Đó, chúng ta bỏ ác làm thiện. Yeah. Đó, tạo phúc chứ không tạo nghiệp. Thì từ cái đó nó dằn giống lên, nó dằn giống thiện của chúng ta lên. Bởi vì cái chỗ chúng ta là đã nó hết duyên rồi, nó gọi là cái phước báo nó hết rồi, thì có thể là cải số được. Đó, cải số được là cái chỗ đó chúng ta tạo phúc chứ không tạo nghiệp. Thì dằn đó trong đó phước báo đó, nó nâng cấp, chúng ta để sống một thời gian nữa. Đó, sống một thời gian một thời gian nữa, chừng khoảng 5 năm hoặc là 10 năm, tùy theo cái chỗ chúng ta hành động là. Dạ. Đó, cái nhiều và cái ít. Đó. Bởi vì cái chỗ mà nói về quả đi cầu này cũng vậy, quả đất này cũng vậy, mà nói về xấu tốt gì do nơi là tâm niệm lòng người của chúng sanh. Dạ. Cái vụ quả đi cầu này nói chung do xấu tốt thì do nơi là bản thể của chúng sanh. Bây giờ giống như cái nhà mình vậy đó, có khi nhà người kia là nói chung nhai rác dến tùm lum dân, không có dẹp dọn đồ đặt tùm sùm dân, còn cái nhà của người khác á nghe, có khi họ gọn gàng và họ sạch sẽ thơm tho. Dạ. Thì cái quả đi cầu này cũng vậy, mà mỗi người mà đều sống mà cái tâm lượng tốt với nhau, không có sát sanh hại mạng đó nha, là cái quả đi cầu này nha là rất là tốt đẹp, chuyển được hết trơn à. Bây giờ quả đi cầu bây giờ hiện tại giờ đang xấu đó, bây giờ xấu tại sao do lý do gì mà tại xấu đó. Thì bây giờ hiện tại là sát sanh nè, nào là trâu bò heo lên ga đầu đau khổ của cái tâm niệm của chúng sanh đó, cho nên là càng ngày á, cái quả đất của mình á, cho nên nó càng ngày á, thì nó càng nói chung ra là nó mất đi một cái tinh hoa đó. Bởi vì chúng sanh đau khổ mà. Dạ. Mà con người mình muốn cho mà cái quả đi cầu này mà tốt đẹp á, thì chúng ta phải trở lại, không đừng có còn mà tấu thiểu, đừng có sát sanh hại mạng nữa, thì quả đi cầu tự nhiên là nó tốt đẹp lại, tươi tốt lại đó. Thì Đức Phật cũng vậy, cũng Đức Phật ngài giới thiệu là cái cõi Tây Phương. Cái cõi Tây Phương mà cái người nào mà nói về mà gì cái cõi Tây Phương đi, mình nói về cái Đức Phật nói muốn gì cái cõi Tây Phương á, tâm niệm bây giờ hiện tại giờ mình phải bình đẳng hết, không ghét bất cứ cái chuyện gì hết, tất cả điều gì mình cũng thương hết. Dạ. Là mới gì mình mới xâm nhập vào cái cõi Tây Phương được đó. Mà mình muốn gì cái cõi Tây Phương á nghe, mà cái tâm mình phàm phu quá, mình ghét, mình khanh, mình còn tham sân si á nghe, mình gì có cõi Tây Phương không được. Dạ. Đó, cho nên quả đi cầu này muốn tốt đẹp thì chúng ta đừng có còn tham sân si mà cái chỗ mà địa ngục nữa. Tham sân si nó có hai chiều, nó có hướng thượng và hướng hạ. Dạ. Đó, sân là sân để muốn làm gì, sân để làm cho người này tốt là nóng đó, nóng đi là chuyển hóa người này để cho người này làm chuyện tốt, cũng như nhà nước cũng vậy đó. Nhà nước cũng nóng vậy, nóng là như thế nào, cũng như hiện tại tất cả cái người mà nói chung nha là quậy quọ nè, uống rượu quậy quọ cũng như tôi ngày xưa vậy đó, thì bị công an, chú công an bắt để làm gì, bắt người ta để giáo dục mình, chứ không phải là khi không mà có ông công an. Yeah. Ông công an này từ cái chỗ mà cái người mà làm sằng làm tầm bậy đó mới có ông công an, chứ tự nhiên mà không có ông làm sằng làm bậy mà có công an làm gì, mất công ấy gì, mất công mệt. Yeah. Thì bây giờ từ cái chỗ mà cái người làm xấu đó mới có ông công an làm gì, công an để an ninh trật tự cho xã hội. Yeah. Đó, bởi vì chúng ta bây giờ hiện tại có kinh Phật, nó có pháp của Phật, có giáo lý của Phật,
đó. Thì chúng ta bây giờ hiện tại giờ đưa lên mạng, bây giờ chúng ta bấm nhẹ một cái là có tin tức đầy đủ hết trơn, là tin qua của mấy vị thánh vị Phật đại lợi đó. Thì mình học hỏi theo đó đó, mình rút cái chỗ đó tin qua đó đó, mình trở lại mình tự chuyển. Yeah. Thì cho cái xã hội này nó êm đẹp rồi, bắt đầu quải đi cầu này dắt tốt lại đó. Ngày mai mà thí dụ nó có sập đi mà mình làm tốt một cái nghe, tự nhiên là nó sẽ tốt đẹp là liền, nó dựng 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 liền à đó. Nó có cái chỗ đó, bởi vì nó có con người của mình nó nghe là nói chung nha, nó có liên kết với trời đất, bởi vì mình là âm dương. Yeah. Mà trời đất là âm dương đó, cho nên mình tốt đẹp đó, là có sự đoàn kết với trời là trời đất đó, trong thân mình cũng có sự âm dương đó. A Di Đà Phật. Thì bây giờ hiện tại giờ nói ra này á, nói với là nói chung nha cô bác huynh đệ của mình, thì bây giờ cuộc sống như thế nào đó mình phải là cho nó tốt đẹp. Bất cứ trời người mà nói chung nha, như ngày xưa tôi cũng ăn nhậu dữ lắm. Dạ. Tôi từ Bắc Đai á, tôi nhậu nghe cũng cỡ 7-8 năm 20 năm gì đó, chảnh nó nghe là chung nha cũng vất vả lắm, đau khổ, làm khổ cho cô bác xã hội dữ lắm. Rồi về xã Lương Văn Trà này 2006 cũng vậy, cũng ăn nhậu. Ăn nhậu rồi bê tha nghe là nói chung nha, nghe là kêu bằng là ai cũng đều sợ, cho mà sợ mình là chỉ là có cái gu rượu thôi, chứ ngoài ra cái chuyện là mình không có làm sàng. Yeah. Khi hết rượu rồi mình tỉnh táo rồi là mình cũng biết mình nói sao mình làm như vậy là mình ngu quá. Cho nên nó cũng có mấy lần có rút tỉa kinh nghiệm, tự suy nghĩ nghiên cứu, cho nên là nói chung ra cũng phải giác, cũng có giác ngộ. Yeah. Trong khi trong cái ngày giác ngộ đó cũng có cô bác lại là vi Phật vi pháp vi tăng của Đức Thầy đó đó. Thì trong khi đó thì cũng ăn chay mà cũng chưa hiểu gì cái lý, cho nên là mình cũng tạm mượn như đó nó cũng đỡ lắm. Yeah. Rồi bắt đầu cái chụp ngang là thời gian sau nó cũng vớt tới vớt lui, cũng uống rượu say xưa giác mã lại, cái đầu cái đứng dậy nữa cũng say xưa giác mã nữa, té đâu 3 lần. Tới lần thứ tư á đó, tới lần thứ tư á mình bắt đầu có chụp ngang là mình trở về với cái bổn lai của mình làm chủ. Yeah. Không có ai nói cho mình để mà nói chung ra pháp này pháp nọ nữa, chứ là tự mình giác ngộ, tự mình hiểu là từ đó giờ là nó không còn mà để mà chuyện này chuyện nọ nó thẳng bẳng mà cái chỗ của mình mà sự tốt đẹp luôn. Yeah. Nó không còn mà để uống rượu mà hao thuốc cái gì, chuyện đó mình bỏ hết. Thì... cho con hỏi thêm này sư, thì lúc đó là ngày xưa sư là một giống như đại khái dùng một người nha, người ăn nhậu rồi giống như là nhậu bê tha, rồi cái nhân duyên mà từ đâu mà mình bỏ nhậu rồi mình bước theo con đường tu đạo đó sư? Thì nói chung nha, dạng pháp cho nó tam sanh, mình hư cũng là mình. Yeah. Mình địa ngục cũng là mình, mà mình Phật cũng là mình, mà mình im tốt đẹp cũng là mình. Yeah. Thì có cái là nói chung nha, thì mình cũng có ngày tỉnh. Nói chung nha, anh em uống rượu cũng vậy, uống rượu giấc chiều nay thì sáng hết rượu nó cũng có cái giờ tỉnh. Yeah. Thì cũng có ngày không uống rượu thì mình cũng phải có cái sự suy nghĩ. Yeah. Bởi vì ai cũng có điều Phật tánh hết trơn á, thì cái điều mình phải có suy nghĩ coi sao mình làm như vậy thì nói chung ra không có làm lợi ích cho xã hội, mà mình làm hại cho bản thân của mình nữa. Yeah. Rồi gia đình của mình nó còn khổ đau nữa, mà làm tốn hại cho những người mà kế bên cày cặn với mình, mất cho gạo cho đồ ăn là tiếp tay với mình đó, mình tạo ra đó. Rồi. Yeah. Cô bác thấy mình khổ quá đó, cho nên là cô bác thấy như vậy là có một cái chỗ mà gần gũi với nhau, rồi chia sẻ với mình là từ một cái lon gạo hoặc là 2-3 lít gạo gì đó, hoặc là tiền bạc cho mượn đó. Thì mình cũng có cái suy nghĩ thôi, bây giờ hiện tại giờ mình phải không còn uống rượu nữa, từ đây sắp tới là lớn lên là mình không còn uống rượu nữa, mình phải là bình tĩnh lại chứ gì, đặng mình làm cái cuộc sống đàng hoàng tử tế, đặng mình nuôi cho bản thân gia đình của mình. Yeah. Đó, thì từ cái đó là tự mình giác ngộ, cái đó là tự mình suy nghĩ nha. Từ lúc nào mình mới ngộ được như vậy sư? Từ cái chỗ mà nói chung ra năm nay là cũng tính ra năm nay là cũng cả chục năm rồi đó. Dạ. Chục năm rồi, cái lúc có giác ngộ cả chục năm đi. Là mình được cái nhân duyên sao mà mình giác ngộ thì được. Thì cái nhân duyên nói chung ra gặp cô bác á, gặp mấy cái vị mà tu hành là bên cổ là Đức Thầy đó. Dạ. Mặc áo cổ tròn mà đầu đen rồi đó. Dạ. Cái đầu có chụp ngang nói chuyện đạo lý của bên Đức Thầy nghe là lúc đó nghe có rượu nghe là khi cũng nhảy cũng nhào vô gì nè, hoặc là đi đứng trước mặt á, xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật với mấy vị đó. Dạ. Yeah. Thì mấy vị đó thấy mình cũng được như vậy, có khi nó nói thôi thở ra đừng uống rượu nữa, con đừng uống rượu nữa, con thấy vậy với con cũng có đạo lý đó. Thì từ cô bác nói như vậy đó thì mình cũng có cái suy nghĩ. Rồi cái suy nghĩ cái đầu có chụp ngang thôi bây giờ hiện tại giờ không có nhà không có bàn thờ. Mà lúc đó nó ngay bác Hải Tiễn nè, chứ bả giọng mà nói bữa đó bả đem lại là trần điều nè, dưới là dựng ngôi tam bảo cho thở đó. Thì bữa đó nói chung nha, sớm nó ngay bả đem lại thì bả giấu á, bác Hải Tiễn cũng giấu, sợ nói tưởng đâu mà dựng nó tam bảo cho ai, dựng tam bảo cho thằng thở ở đây mà nó tu hành cái gì đâu mà bà dựng cho nó. Yeah. Thì nó ngay bác Hải Tiễn nói chung nha, trước kia ổng cũng là sư phụ của mình,
cũng sự xuống đó quen biết làm ruộng với ổng đó. Rồi bắt đầu có chụp ngang ổng nó thôi kệ nó. Nó giác ngộ một ngày cũng được, theo cái ý mình nghĩ á, dạ. Giác ngộ một ngày hoặc là nửa ngày cũng được, thôi bây giờ nó làm như vậy mình phải làm cho nó. Thì ông dựng cho ba ngôi đó. Quy Phật, quy Phật, ba ngôi là bên trên thì thờ Trần Điều, ở dưới thì Cụ Quyền, ở dưới thì Bằng Ông Thiên. Ngay lúc đó thì cũng coi kinh coi giảng có khi nha. Một giờ sáng mà tưởng đâu sáng là thức gì cúng lại, nó cũng tinh tấn lắm nha, nhờ công phu. Dạ. Nó cúng lại, dưới mình gặp cá rồi mình thả, dạ. Mình không có xả xanh mình ăn chay trường. Vậy là nhờ cái lúc mà mình tu theo thầy, rồi mình mới giống như sám hối rồi mình cúng lại thường xuyên đó, thì mình được tinh tấn hơn trên cái con đường tu của mình. Đúng rồi. Mình mới bỏ nhậu từ từ hay đúng là rồi, đúng sao, rồi. Sao thầy? Bắt đầu lúc đó nghe là đông bỏ, nghe là nói chung ra nghe là cũng phải gán chịu. Hai cái giò nó chích dữ lắm. Rung không? Nó không có rung, nó chưa có rung, mà uống rượu nói chung nha, còn nói chung nha hơn nghiền rồi. Còn hơn nghiện nữa. Nói chung nha chầm ê đó. Chầm ê luôn. Rồi hai cái giò mà lúc bỏ rượu nghe lít chích lắm, khó ngủ lắm. Ngủ vậy đó. Rồi cho nên là mình nói chung nha cũng phải dán là cái là mình ghi mình kệ từ từ nó bỏ qua cũng có mấy tháng vậy đó. Dạ. 2-3 tháng đó, từ từ cái đầu của chúng nghe là nói chung nha rượu mình nó thấm rồi đó, nó thấm vô máu mình rồi. Dạ. Từ từ cái mình nghĩ cái nó mồ hôi nó giải ra với mình ăn đó, từ từ nó tẩy ra. Giống như là tẩy trượt cho mình. Đúng rồi đó, nó tẩy bằng cái chất độc tố đó. Dạ. Nó ra cái lúc đó nó nhẹ nhàng lại. Nhờ mình tinh tấn để mình cúng lại đó ha, tinh tấn cúng lại cúng lại tinh tấn rồi đó. Rồi mình cúng cái bài nguyện gì mà mình được thì nói chung ra giáo lý của Đức Thầy thì cúng kính nhân hương đó, Cụ Quyền của mình thì cúng kính nhân hương trước Cụ Quyền mà cho nó tổ chứng lòng thiền một bài. Còn ở trên Tam Bảo á thì quy Phật quy là Phật là Tam ấy ngũ nguyên cầu đó, Nam Mô Nhất Nguyên Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Long Quang Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dân Độ Chúng Thế Giới Bình Yên, Nam Mô Nhị Nguyên Cầu Cụ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Thăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Cực Lãng Tây Phương, Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Văn Tự Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly, Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nói chung nha, mình niệm năm cái niệm này mình phải hiểu về nghĩa lý. Dạ. Đó, mình phải nhận về cái lý. Thì bây giờ hiện tại giờ Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Tứ Nguyện Cầu này thì Tam Nguyện Cầu này thì mình niệm nè, Tam Nguyện Cầu thì cha mẹ quá giảng, cha mẹ hiện tại mình phải hiểu nhận chỗ đó. Dạ. Còn Nam Mô Tứ Nguyện Cầu thì bá tánh vạn văn từ tâm bác ái giải thoát mê ly, thì từ cái chỗ này là mình phải thương yêu với nhau chứ, mà chút xíu thí dụ mà có nhân quả mà chuyện gì mà ta quýnh mình nặng nhẹ mình nó ngán mình cũng mới chịu. Bây giờ hồi nãy mình đang niệm mà, đang niệm cho cô bác mạnh giỏi mà ngày nay bây giờ hiện tại có chuyện gì mà mình nặng nhẹ cô bác là mình quýnh cô bác là không được. Dạ. Bởi vì cái niệm của mình nó rõ ràng, cho nên là mình niệm phải nhận được cái lý. Cho nên dù cho có người ngoài mà có cái trở gì dưới chính mình mà quýnh mình đập mình đi, cái đó là gọi là nhân quả, mình phải chịu vui vẻ chấp nhận sự thật. Dạ. Đó, cái người đó vậy đó mới niệm mới kết quả thành tựu được. Còn mà niệm vừa xong rồi đàng hoàng tứ tế rồi người kia nặng nhẹ rồi mình cũng nặng nhẹ là gì, cái niệm mình nấy là gì, mình không nhận được cái lý. Yeah. Chỉ là mình niệm đầu mô thôi chứ không niệm bằng cái ý, không niệm bằng cái tâm, niệm bằng cái miệng chứ chưa niệm bằng cái tâm. Bởi vì bằng cái tâm á nghe là cái chỗ này có chỗ quan trọng, mà bằng cái tâm mà sao niệm được, cái tâm đâu có niệm. Yeah. Nói chung cho ta niệm đây là niệm bằng cái ý, cũng như cái người mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật á nghe là niệm bằng cái ý không à. Yeah. Cái miệng của mình là cái miệng của mình là gọi là phương tiện, mình nhép thôi, nó là dụng cụ mà nó là phương tiện. Dạ đúng rồi. Còn cái ý của mình á, cái ý của mình á, bắt đầu mình cái ý của mình á, mình muốn niệm nó thì cái ý của mình nó sanh ra cái hiện này nó nhép ra. Nó mới có lại đó. Dạ. Đó. Mà còn người nào mà nói về cái trở về tâm đó, mà cái tâm nó vô biệt niệm mà cái tâm nó không có niệm. Dạ. Bởi vì giảng pháp cho nó tâm sanh mà tâm nó chùm chiếu hết trơn, mà có cái tâm có nó niệm nó chỉ cái tâm á để nó cứu độ thôi. Bắt trở gì với cái nội tâm á là cái người đó là kiến tánh thành Phật rồi. Dạ. Đó, chỉ là người nào thiếu cái gì cho cái nấy à. Là tùy duyên, gọi là tùy duyên cứu độ và tùy duyên để nói. Dạ. Chứ tới cái tâm mà không bao giờ còn đèn, không có còn nói nữa, cũng không có niệm nữa. Còn cái người nào mà niệm là chỉ cái ý niệm thì người đó chưa trở về đi chết, chưa tới cái bổng lai, chưa tới. Dạ. Cái tâm đó chưa tới cái chỗ đó, cho nên tại sao mà nói còn đi tới đi lui, cái tâm mình thò tay vô là móc ra là có xài rồi đó, nó không có hình tướng mà mình nhận nó được rồi, mà trở lại mình phải mượn cái phương tiện. Dạ. Đi gì mình tạp nhiễm nè, đối với sáu căn với sáu trần của mình là mình tạp nhiễm tùm lum hết trơn rồi, giờ hiện tại giờ mình muốn trở lại á thì mình phải bỏ từ từ, chứ bỏ cái một cái khi ta bỏ không chịu không nổi. Vậy làm thế nào mình nhiễm bỏ cái thì giờ nói về cũng như là nói về cũng như là nói về hút thuốc. Dạ. À mình nói về hút thuốc cũng như là hiện tại giờ không có thuốc không được. Dạ. Không có thuốc mà phì phà mà thuốc thì biết là thằng đau khổ rồi đó nha, mà lắm lúc mà phải có thuốc vô phì phà vô rồi nó mới được, còn không có thuốc á có khi nó xanh mau xanh mặt luôn. Dạ. Mà có khi có nóng lên nữa,
có ngư quạo nữa là cái chân chỗ đó mình bị ghiền đó. Thì từ cái chỗ đó mà chúng ta bỏ được cái chỗ đó, thấy nó vậy là không được phải không? Dạ. Không thấy không được rồi bắt đầu chúng ta bỏ, mà chúng ta không còn dính đây là không còn nhiễm nữa, bỏ cái đó bắt đầu qua chùm ngang này đi dính cái khác. Ví dụ chúng ta dính tiền bạc, tiền bạc thì nó ngoài thân. Dạ. Mà chúng ta hiện đại và không có, có người ta hiểu á thì có cũng được, mà không có cũng được, bị đồng tiền đó là phương tiện. Dạ. Mà có người nghe không có đồng tiền là không được đó, phải bằng dùng mọi thế nào, bằng cách nào là phải kiếm đồng tiền mới được, hoặc là bằng mướn, bằng thuê hả, mượn gì đó, phải có tiền để trong túi. Dạ. Đó. Còn cái chỗ mà cái người đó đang bị nhiễm cái chân chỗ đó, dính cái chân, dính mắt cái chân chỗ đó. Còn cái chỗ mà cái người mà không còn dính mắt nữa, chỉ có đồng tiền xài mà không có đồng tiền thì họ cũng vẫn bình thường. Dạ. Bình thường mà công chuyện của họ quẩn lắm. Mình nói người tu nghe, chứ người đời đều phải cần tiền. Dạ. Cái ông đời á, mà ông thiếu tiền là ông phải chết. Dạ. Mà còn cái ông đạo mà ông có tiền là ông đời á, không có tiền là cái ông đời đó phải chết. Mà cái ông đời, ông đạo mà ông có tiền là ông đạo phải chết. À. Ông đạo không có tiền. Dạ. Phải đi ngược gì đó, ông đạo có tiền là ông đạo này chết à. Bị nhiễm rồi ha. Mình nó dẫn ông đi. Dạ. Nói là tầm thường tiền nhiều quá làm gì, giờ nó sanh ra tùm lum chuyện hết trơn rồi, ai ố lục dục thất tình đó, bị có đồng tiền nó sanh ra. Dạ. Phân nhiều đâm ra dính ác đó. À, từ cái chỗ phân nhiều đâm ra dính ác nè, nó về sự tính đó đó. Dạ. Ông này thêm vô chút xíu đi. Quỳnh đại với tôi nói chung hay lắm, ông nhiều cái hay lắm. Dạ. Ông không chịu nói thôi. Nói đại hay lắm. Ông nói gì đậm đà lắm nha. Dạ, ông nói, đúng. Ông nói đậm đà lắm. Quỳnh tôi nói chuyện nói chung giờ cũng hóc búa. Dạ. Hay đó. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn sư rất là nhiều.